nữ đại tá gốc Việt đầu tiên làm tham mưu trưởng Học viện Quân sự Mỹ West Point. Quân đội thường không phải là nơi dành cho phái yếu, thế nhưng vẫn luôn có những người phụ nữ mạnh mẽ, tài năng và thành công trong binh nghiệp. Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị hai vị nữ đại tá gốc Việt tài năng nắm giữ các vị trí quan trọng trong quân đội hùng mạnh nhất thế giới, Hoa Kỳ. Nữ đại tá Diệp Khanh, tham mưu trưởng Học viện Quân sự Hoa Kỳ West Point. Đại tá Diệp Khanh sinh năm 1976 tại Sài Gòn, Việt Nam. Thân phụ của cô nguyên là sĩ quan Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Khi Sài Gòn thất thủ ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông bị bắt đi cải tạo 5 năm. Sau khi mãn hạn, ông đưa gia đình vượt biên nhiều lần thất bại. Và cuối cùng, họ may mắn đến được Malaysia rồi đến Philippines. Một năm sau, gia đình cô được một nhóm nhà thờ ở Arizona bảo trợ sang Mỹ. Cô Diệp Khanh vẫn còn nhớ một cặp vợ chồng người Mỹ rất hào phóng và tử tế đã bảo trợ cho gia đình 5 người của cô. Khi mới đến Mỹ, rào cản lớn nhất mà gia đình cô gặp phải chính là ngôn ngữ. Cha mẹ cô không có bất kỳ nền tảng tiếng Anh nào ngoài vài từ học được ở Việt Nam. Còn ba chị em cô thì hoàn toàn không biết gì. Vì vậy mẹ của cô quyết định liên lạc với người em trai đang sống ở Berlin, Texas và chuyển đến đó. Nhưng vì họ không có tiền nên cặp vợ chồng bảo trợ đã mua vé xe buýt cho cả gia đình cô đi đến Berlin. Người cậu của cô Diệp Khanh đã giúp gia đình cô tìm được một căn hộ nhỏ ở Berlin và bắt đầu cuộc sống ở đây. Vì tiếng Anh rất hạn chế nên cha mẹ cô chỉ tìm được những việc lặt vặt, may vá và làm lao công. Cha mẹ cô rất chăm chỉ, mỗi người đều làm hai công việc và làm nhiều giờ mỗi ngày để lo cho các con đi học. Cô Khanh kể rằng, tôi nghĩ phần khó nhất của tôi khi đi học đó là tiếng Anh. Tôi nhớ hồi mẫu giáo và lớp 1, tôi không biết họ đang cố nói gì. Rào cản ngôn ngữ khiến tôi rất khó tuân thủ mọi quy tắc trong lớp học vì không hiểu những gì giáo viên cố gắng nói với tôi. Tôi đã học các lớp ESL, lớp học tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong một thời gian khá dài từ lớp 1 đến lớp 3. Và đến một ngày, cuối cùng tôi đã biết tiếng Anh và sau đó tôi đã giỏi hơn. Nhờ sự cố gắng miệt mài, cha của cô đã học lấy bằng kỹ thuật điện và trở thành một thợ điện. Sau đó, ông kiếm được một công việc tốt hơn ở Houston và cả gia đình chuyển đến nơi ở mới. Cuối cùng, đến lần thứ ba, chuyển nhà tới Sugarland thì gia đình cô mới được ổn định. Về cơ duyên đến với quân đội, cô Diệp Khanh cảm thấy hơi mắc cười. Cô kể lại rằng, khi học trung học tại Texas, cô chưa có ý định theo học ngành nào cụ thể. Nhưng đã có cơ hội đậu vào các trường đại học, anh chị cô khuyên rằng nên chơi một môn thể thao nào đó và cô chọn tennis. Cô chơi tennis khá hay và được xếp thứ hạng cao tại tiểu bang Texas. Nhờ vậy, có một số trường đại học cao đẳng tìm đến cô để tuyển dụng vào đội tennis của họ, trong đó có Học viện Quân sự Hoa Kỳ West Point. Vì muốn đi đâu đó xa nhà một chút, cô quyết định chọn West Point tại New York mà không biết rằng gia nhập vào đội thể thao của trường cũng chính là gia nhập vào quân đội. West Point là trường quân sự nổi tiếng bậc nhất và đào tạo những lãnh đạo ưu tú tinh hoa của nước Mỹ. Được trở thành sinh viên của trường là một vinh dự to lớn. Vì vậy gia đình cô Diệp Khanh dù không muốn con gái út đi xa nhưng cũng rất ủng hộ và khích lệ cô cố gắng hoàn thành tốt khóa học. Cô Khanh tuy ban đầu không nghĩ đến việc gia nhập quân đội, nhưng khi đến West Point, cô nhận ra đây là nơi dành cho mình. Cô nỗ lực học tập và tốt nghiệp trường West Point năm 1999 với văn bằng cử nhân sinh ngữ pháp văn. Sau khi tốt nghiệp, cô Diệp Khanh được bổ nhiệm làm sĩ quan phụ tá yểm trợ tác chiến tại Fort Stewart, Georgia. Sau đó, cô được gửi đi thụ huấn khóa huấn luyện sĩ quan tiếp liệu và trở về làm sĩ quan tiếp liệu cho Liên đoàn 3 công vụ tại Fort Hood, Texas. Rồi cô được thăng chức làm đại đội trưởng đại đội chỉ huy tiểu đoàn 502 công vụ. Sau khi được thăng cấp thiếu tá, cô Diệp Khanh là trưởng phòng 1 của lữ đoàn 1, quân đoàn 3 thiết kỵ tại Fort Caversot, Texas. Nhiệm sở kế tiếp, cô được thăng cấp trung tá trưởng phòng 1 sư đoàn 4 bộ binh Fort Cassin, tiểu bang Colorado. Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, cô Khanh đã hoàn tất các văn bằng cao học về quản lý nhân lực Đại học Webster, văn bằng cao học khoa học vận động thể dục Đại học Texas A&M, văn bằng cao học an ninh quốc gia, trường Dwight D. Eisenhower về an ninh quốc gia và chiến lược tài nguyên. Ngoài các nhiệm vụ kể trên, cô Diệp Khanh còn từng là giảng viên tại khoa giáo dục thể chất và từng là phó phòng 1 tại trường West Point.
cô còn là thành viên liên ngành của Bộ Cựu Chiến binh trước khi đảm nhận nhiệm vụ sĩ quan tùy viên cho Đại tướng Raymond T. Otieno. Tham mưu trưởng lục quân thứ 38 và là sĩ quan phụ tá đặc biệt cho Tổng tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ. Cô cũng đã tham dự các cuộc hành quân và chiến dịch tại Bosnia, Iraq và Afghanistan. Sau đó, cô được ân thưởng nhiều huy chương cao quý của lục quân. Trong số đó, có huy chương Bronze Star Medal là huy chương cao quý hạng thứ tư dành để trao tặng cho những quân nhân dũng cảm. Trong một chương trình phỏng vấn vào năm 2015, khi được hỏi về cảm nghĩ như thế nào khi phục vụ trong quân đội, cô Diệp Khanh khi đó là trung tá chia sẻ, là một phần của quân đội Hoa Kỳ, chỉ là một cách nhỏ để tôi đền đáp lại đất nước nhân hậu này, nơi đã cho tôi rất nhiều, là những người tị nạn, không có gì khi đến đây. Cha mẹ tôi đã từng rất khó khăn. Mặc dù chỉ có 1% dân số trong quân đội, nhưng sự vô tư cho đi của những người lính mỗi ngày là vô giá, và tôi không hối tiếc. Westbourne là nơi khó khăn đối với tôi, và giờ đây, 16 năm sau, tôi vẫn ở đó, vẫn phục vụ. Và tôi rất tự hào khi là một phần của quân đội Hoa Kỳ. Năm 2020, cô Khanh vinh dự được thăng cấp đại tá. Tháng 6 năm 2023, cô nhậm chức tham mưu trưởng Học viện Quân sự Hoa Kỳ Westbourne. Cô là người phụ nữ gốc Việt đầu tiên nhận được vị trí quan trọng này. Về đời sống cá nhân, cô Diệp Khanh lập gia đình và có một con trai tên Bryce, phu quân của cô. Đại tá lục quân Chad R. Foster tốt nghiệp Học viện Quân sự Westbourne năm 1998, trước cô một khóa. Hiện đang là tham mưu trưởng Quân đoàn 3 Thiết Kỵ, là đơn vị cũ nơi cô từng làm trưởng phòng 1. Vì chồng của cô Diệp Khanh là người Mỹ, nên trong giao tiếp giữa hai người chỉ dùng tiếng Anh. Khi được hỏi chồng mình có học tiếng Việt hay không, cô Khanh kể lại một câu chuyện vui đáng nhớ của anh chồng như sau. Một hôm, đại gia đình cô chuẩn bị đi ăn nhà hàng. Anh chồng khi đó rất muốn góp vui bằng một câu tiếng Việt. Anh đã rất cố gắng để nói câu, tôi muốn đi nhà hàng. Tuy nhiên, anh lại nói thành, tôi muốn đi nhà hàng. Lúc đó cả nhà sửng sốt vì tưởng anh muốn đi đâu tầm bậy tầm bạ. Nhưng sau mới bật cười hiểu ra là anh nói sai dấu. Từ đó anh chồng không bao giờ dám nói tiếng Việt nữa. Là một phụ nữ theo đuổi binh nghiệp để có thể vừa chăm lo cho gia đình, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, Đại tá Diệp Khanh cho biết cô phải thường xuyên nói chuyện với chồng để anh thấu hiểu và đồng hành với cô, cũng như chia sẻ lịch trình để hai vợ chồng có thể thay phiên nhau chăm sóc con. Dù rất bận rộn với công việc, Đại tá Diệp Khanh vẫn dành thời gian tham gia hội đoàn hỗ trợ các tân sinh viên hoặc người lính gốc Việt mới gia nhập vào quân đội Mỹ. Trong một chương trình gặp gỡ cộng đồng người Việt, cô Diệp Khanh muốn gửi lời chia sẻ đến các bạn trẻ rằng hãy cứ làm điều mình muốn, hãy chăm chỉ và đừng bao giờ từ bỏ ước mơ. Đại tá bác sĩ Linda K. Vũ, chỉ huy trưởng phi đoàn 48 quân y hàng không không gian không quân Hoa Kỳ. Đại tá Linda Vũ sinh năm 1967 tại một vùng quê miền Nam, Việt Nam Cộng Hòa. Trong ký ức của cô, Việt Nam là một vùng đất của những mái nhà tranh, rừng dừa, ruộng lúa và đàn trâu cày bừa trên các cánh đồng, một vùng đất trù phú về nông nghiệp. Cô kể rằng, gia đình bên ngoại của cô có 8 người con, mẹ của cô là người thứ 5, chỉ được phép học hết lớp 5 tiểu học, sau đó phải làm tròn bổn phận lo cho gia đình. Cô nói rằng, mẹ cô đã có một hạt giống của niềm đam mê và quyết tâm trong trái tim bà để sống một cuộc sống tự do. Bà đã chuyển đến thành thị sinh sống lúc 13 tuổi, sau đó lập gia đình. Đến năm 21 tuổi, bà đã trở thành quá phụ vì chồng qua đời trong chiến tranh. Đó là kết quả đau buồn mất mát mà bà và nhiều người dân miền Nam Việt Nam phải gánh chịu. Một thời gian sau, mẹ của Đại tá Linda Vũ kết hôn với một quân nhân Hoa Kỳ và theo chồng về Mỹ. Bà nhanh chóng thích nghi với đời sống tại vùng đất mới và cố gắng vượt qua những trở ngại để đưa các con của bà có một cuộc sống tuyệt vời tại Mỹ, học một nền văn hóa mới, ngôn ngữ mới và cắp sách đến trường, sau đó tiếp tục vào đại học. Cô Linda nói, mẹ tôi đã học được cách sống mới để giúp cho con mình có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cô Linda tốt nghiệp ngành sinh học tại trường Grace College năm 1988, sau đó tiếp tục theo học chuyên ngành y khoa tại Đại học Tufts và tốt nghiệp văn bằng bác sĩ y khoa vào năm 1993. Cũng trong năm đó, cô gia nhập Không quân Hoa Kỳ. Từ năm 2005 đến năm 2007, cô Linda, khi đó là trung tá, làm tham mưu trưởng tại căn cứ không quân Hickam-IAP, Hawaii.
Trong khoảng thời gian 2 năm đó, cô phục vụ trong vai trò bác sĩ trưởng phi hành, bác sĩ cấp cứu và điều trị trên phi cơ tại Theater Patient Movement Requirement Center. Cô từng kể về một chuyện đáng nhớ trong thời gian công tác tại đây. Đó là một lần cô nhận được yêu cầu nghiêm trọng từ một bác sĩ nhi tại Saipan để cấp cứu cho một bé trai tên John, 2 tuổi, bị bệnh viêm phổi rất nặng, ảnh hưởng đến hệ thống hô hấp. Thời gian lúc bấy giờ rất khẩn cấp để cứu sinh mạng của bé. Và sự yêu cầu đã được đơn vị quân y không quân 613 đáp ứng. Phải một toán bác sĩ và y tá phi hành thuộc quân y không quân theo phi cơ vận tải khởi hành đến Saipan. Cô Linda túc trực bên cạnh toán bác sĩ phi hành trong 36 giờ để cấp cứu bé John chuyển đến bệnh viện Honolulu chữa trị. Cô Linda cho biết, nhiệm vụ thật vô cùng hữu ích là một đội ngũ bác sĩ và y tá chuyên môn của đơn vị quân y không quân. Chúng tôi xác nhận yêu cầu của bệnh nhân, xác định mức độ chăm sóc và phối hợp các yêu cầu tiếp nhận tại các địa điểm đến gửi và nhận. Chúng tôi cùng phối hợp với nhiều bệnh viện quân sự và dân sự khác nhau để chăm sóc và chữa trị cứu sống nhiều quân nhân và dân chúng trong khu vực. Năm 2009, cô được thuyên chuyển đến nhận nhiệm vụ chỉ huy trưởng phi đoàn 42 quân y tại căn cứ không quân Maxwell AFB. Cô Linda được thăng cấp thiếu tá năm 2000, trung tá năm 2006 và đại tá năm 2012. Cô cũng hoàn tất bằng cao học về quản lý y tế công cộng và trở thành bác sĩ nội trú của Trường Y học Hàng không Vũ trụ thuộc Không quân Hoa Kỳ vào năm 2012. Sau khi được thăng cấp đại tá, cô Linda Vũ cùng 5 sĩ quan y sĩ chuyên ngành y khoa hàng không không gian được gửi đi thụ huấn bay loại phi cơ liên lạc. Chương trình này giúp họ nâng cao kiến thức phi hành, hiểu biết thêm về những ảnh hưởng trở ngại thể lực và tinh thần trên phi cơ, đặt họ vào vị trí như một trưởng phi cơ để họ có thể giải quyết những giới hạn thời tiết, định hướng trong không gian và những trường hợp khẩn cấp trên phi cơ. Điều này giúp các bác sĩ ngành y học hàng không không gian trong nhiệm vụ chuyên môn điều trị và chăm sóc bệnh nhân trên phi cơ hữu hiệu hơn. Tháng 7 năm 2013, Đại tá Linda Vũ trở thành chỉ huy trưởng của phi đoàn 48 quân y hàng không không gian. Cô được đánh giá là một bác sĩ quân y kỳ cựu với kinh nghiệm lãnh đạo cấp cao, học thuật và lâm sàng rộng rãi. Cô còn được công nhận về tính chuyên nghiệp, khả năng quản lý và được nhiều người tôn trọng trong không quân Hoa Kỳ. Sau 23 năm phục vụ trong quân đội, cô Linda Vũ hồi hưu vào tháng 9 năm 2019. Nhưng cô vẫn tiếp tục làm việc với tư cách là nhà sáng lập và là chủ của một doanh nghiệp nhỏ, hai trung tâm tư vấn về y học, giáo dục và hướng nghiệp tại thành phố Houston, tiểu bang Texas. Kính thưa quý vị, hai vị nữ đại tá gốc Việt là cô Diệp Khanh và cô Linda Vũ đã góp phần làm phong phú thêm những câu chuyện thành công của người Việt tại hải ngoại và truyền cảm hứng cho chúng ta, nhất là phụ nữ, có thể vươn đến thành công bằng chính tài năng và sự nỗ lực của mình.